hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2020 ngày giao tiền hàng tháng cho gia đình cô Toàn và gia đình Thọ. Gia đình cô Toàn đang thứ 12, gia đình ông Thọ đang thứ 21. Gia đình cô Toàn 1 tháng 500.000, gia đình ông Thọ 1 tháng 1 triệu. Do anh Tú và em gái dân ở Sài Gòn này là với hai chương trình này. Hôm nay thành xin thay mặt tiền địa phương trả sân hài của Yên Thái ở Hoa Đức xin chân thành cảm ơn hai vị anh Tú và anh gái ở dân ở Sài Gòn. Cầu họ an tâm ạ, luôn luôn gia hộ cho bị vì dồi dào sức khỏe và lao tập tạc để có điều kiện cùng tiền của cần thêm nhiều cho những hoàn cảnh khó khăn khi những gia đình này. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị gái anh Văn của chúng tôi. Cảm ơn thầy rất tâm hợp. Cảm ơn hội quá đức. Hãy được gia đình nhóm chúc tinh triệu đồng. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Đọc Phật.